đã thành truyền thống. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hàng năm, vừa qua, Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Gia đình Hawe 2023. Hoạt động này nhằm tôn vinh những giá trị gia đình, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời tạo sân chơi giao lưu giữa các gia đình hội viên dưới mái nhà chung Hawe. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp và vui tươi với sự tham gia của hơn 150 hội viên Hawe và các thành viên gia đình hội viên tại nhà hàng Hòa Bình. Cùng với đó là loạt hoạt động phong phú và hấp dẫn, sân chơi đa dạng mang tính giáo dục dành cho trẻ em, các trò chơi vui đùa cùng những sắc màu, khu vực khéo tay hay làm, xếp giấy mỹ thuật origami và khu trò chơi giải đố xếp hình cruiser, chơi cờ vua đã đem đến không khí gắn kết vui tươi cho các bé và ba mẹ. Cuộc thi ảnh đẹp gia đình Khoảnh khắc yêu thương đã thu hút gần 100 bức ảnh từ các gia đình hội viên gửi về tham dự. Các tác phẩm dự thi ghi lại những khoảnh khắc đẹp và mỗi bức ảnh được người dự thi gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa của không khí đầm ấm sum vầy, của sự gắn bó yêu thương và sẻ chia. Các gian hàng giao thương trưng bày những sản phẩm mới, những dịch vụ chất lượng giúp các chị em hội viên có cơ hội trao đổi mua bán và có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Cùng với đó là phiên đấu giá từ thiện và gian hàng từ thiện với các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng do các thành viên của Hawe quyên tặng nhằm ủng hộ chương trình từ thiện của Hawe tại Gia Lai Kon Tum sắp tới được hơn 70 triệu đồng. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn lồng ghép hội thảo mang chủ đề Hiểu để yêu thương, được đông đảo hội viên quan tâm.